Xin chào tất cả các em, thì hôm nay mình ở đây mình có một cái ná cao su và hai cái tên có cột sẵn vải trong đây và một bịch xăng. Và tí nữa mình sẽ thấm xăng vào trong cái miếng vải này và đốt lên để dùng ná cao su bắn xuyên qua cái bịch xăng này nhá. Coi thử cái sức cháy của nó như thế nào. Nếu anh em thấy cái video này hay thì để lại cho mình một like và một share nhá. Góp ý kiến của bạn về cái video này như thế nào ở bên dưới nhé. Và bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Bây giờ đơn giản như thế này thôi, mình sẽ lấy một sợi kém mình cột cái bịch xăng này lên và treo lên. Rồi mình sẽ dùng ná cao su này mình bắn xuyên qua cái bịch xăng đây, coi thử cái sức cháy của nó như thế nào. Đi nào. À, và bây giờ mình đã tìm được một chỗ thích hợp để treo bịch xăng này lên rồi các bạn ạ. Và xa nhà ra các bạn ạ. Vì khi mà nếu mà thực hiện ở trong nhà đấy thì nó xảy ra một cái vấn đề không ngoài ý muốn của chúng ta thì nó sẽ dẫn đến cháy nhà. Mà một khi cháy nhà các bạn biết rồi, tất nhiên cháy nhà thì không có nhà, mà không có nhà thì không có nhà để ở, chỉ đơn giản vậy thôi. Đó, nên là mình chuyển qua một cái bụi cây và treo cái bịch xăng này lên xa nhà, thật xa nhà các bạn ạ. Đó, đây các bạn ạ. Đó, treo như thế này và mình đứng chắc là khoảng cách an toàn để mình thực hiện cái mình thực hiện bắn tên lửa này nhá. Ok, chắc khoảng được 5 mét. Đó, đây. Cháy hết rồi các bạn. Cháy rất là lâu luôn này các bạn ạ.